Bây giờ chờ vạc đến là trao trên đầu là chỉ còn kéo này thôi. Đấy. Kéo này là ăn đòn rồi. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh cò vạc di cư trên mọi miền Tổ quốc. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục ra cái bãi đánh vạc của anh trai để quay cho anh em xem cái mô hình. Thì đối với anh em nào mà có nhu cầu để tham khảo về cái mô hình này thì anh em tham khảo kỹ nhé. Thì đầu tiên thì để đánh cái con vạc mù này thì anh em không thể thiếu được cho mình những cái con mồi. Thì về cái bàn vạc đây thì ví dụ cái bàn ruộng như thế này thì nếu mà có 3 mồi hoặc là 4 mồi thì càng đẹp anh em ạ. Đấy, còn về que thì sử dụng đánh que. Đánh vạc thì đánh bằng que tre anh em nhé. Que tre thì với cái chiều dài tổng thể của nó là 60 cm. Đấy, khi cắm xuống dưới nó tầm khoảng 5 phân thì còn 55. Khi con vạc nó xuống thì nó sẽ bị dính đòn. Đấy, còn về bãi thì đơn giản như thế này thôi. Đấy, mình tạo ra một cái bãi, một cái sân chơi. Đấy, để đánh được vạc thì chỉ cần như thế này thôi anh em. Đấy, ruộng này nó giờ tầm khoảng 3 thước thôi. Đấy, khi mà đàn đông đến thì tầm khoảng 15, 10 con hoặc là 20 con thì nó đổ đàn thì vẫn được bình thường anh em ạ. Đấy, năm ngoái thì anh trai đánh một phát là cũng được 18 con. Đấy, chỉ ruộng con như thế này thôi anh em ạ. Đấy, thì nhiều bác đăng lên thì các bác bảo đánh nó cũng hiệu quả nhưng mà cắm keo thì nó vất vả, nhưng mà thực sự ra mà nói thì đối với kiếm được một cái địa hình đánh vạc thì nó không đơn giản anh em ạ. Đấy, cái thứ nhất nó phải gần nhà để mình chăm sóc cũng như là trông nom cái con vạc mồi, và cái thứ hai nữa là cái luồng vạc nó đi. Đấy, ví dụ bây giờ mà có một cái đầm rộng chẳng hạn thì có thể là đánh mô bằng keo thì cũng hợp lý, nhưng mà nói chung là cũng tùy từng địa hình thôi. Đấy, cắm thì đây là 40 anh em. Đấy, 40 phân một que. Đấy, khi vạc nó xuống thì cái chiều cánh của nó rất là rộng. Đây vạc mồi đây. Vạc này gọi là cái bãi đánh vạc mù. Thì tại sao gọi đánh vạc mù? Thì đây là những con mồi đa số là bị đục mắt hết rồi anh em. Đấy, đục mắt hết rồi. Đấy, bây giờ chờ vạc đến là trao trên đầu là chỉ cần kéo này thôi. Đấy. Kéo này là ăn đòn rồi. Đấy. Nói chung là chọn con vạc mồi thì anh em chọn những con vạc màu sáng như này. Đấy. Màu sáng này. Vạc sống nha anh em nha, không phải vạc chết đâu. Đây, còn nữa. Con này thì anh đánh trực tiếp đây à? Con này để đứng. Có thể đứng rồi à? Con này đang đánh. Ui à. Nó hở mắt. Đang mở mắt đây, bảo con này mở mắt được mới là ngon này. Nhưng đang thay lông nhìn xấu quá nhỉ. Không giờ lại dính keo sao ấy. Đây, thằng nuôi từ cách đây giờ mấy tháng. Đang thay lông anh em ạ. Con đấy thì đâu. Xấu. Còn về cái tiếng gọi âm thanh ấy thì đây anh em này. Đấy thì dùng loa toa. Đấy. Loa toa Indo này cũng được, hoặc là loa toa Việt Nam cũng được. Còn keo thì vẫn sử dụng cái keo A1, cái keo chuyên dụng đánh cò vạc, đánh được cả trời nắng và trời mưa. Ở bãi này anh em tham khảo thì anh em có thể là cấy thêm một chút những cái cây cỏ này, cái cỏ này thì kiếm được rất là nhiều. Đây nó có giống đây này. Đấy, cấy sang thì nhìn nó sẽ đẹp bãi hơn. Đây cũng là một con vạc mù nữa này. Đấy, về cái lèo mà mình điều khiển ra cái bãi vạc thì cách được tầm khoảng như từ đây ra đấy nó chỉ rơi vào tầm khoảng 20m, 15m. Đấy, càng gần thì mình điều khiển càng dễ, bởi vì tối mình đâu có nhìn được xa đâu. Đấy, khi con vạc nó trao đến thì đánh làm sao mà mồi nó phải chuẩn, nó hạ xuống. Nói chung anh em đầu tư một bộ đánh vạc như thế này thì nó rẻ lắm. Đấy, nó chỉ vài triệu đồng thôi. Đấy, anh em sử dụng đánh được rồi. Đấy, tầm khoảng 1.000 que tre, đánh đi đánh lại tầm khoảng 2.000 que. Đấy, cũng như là tầm khoảng một thùng keo, ví dụ anh em đánh được nhiều vạc. Và loa thì sử dụng là 2 con. Đấy, và một con âm ly là ok đây. Đấy, hoặc là 2 con âm ly anh em đánh tiếng cắn tiếng gọi. Đấy, tùy. Còn đợt này thì vạc ở khu vực miền Bắc thì nó đi cũng bình thường, nó không đi nhiều anh em. Đấy, đi bình thường. Đấy, thì có hôm kia thì lộ được trận là được hơn 20 thôi. Còn hiện tại thì đợt này là đang móm anh em. Tối hôm qua đánh được có mấy con thôi. Đấy, đẹp không? Rất là đẹp anh em. Anh em nào xem được cái video này thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh nhé, để tiếp tục đón xem những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.